bác sĩ, nhân viên y tế trong vòng 6 tháng, Bộ Y tế lên tiếng. Mới đây, theo phản ánh của nhiều cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh, đơn vị thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thuộc Bộ Y tế, từ tháng 5 năm 2021 cho đến nay, họ chỉ được nhận 50% mức lương theo hợp đồng, khiến cuộc sống của nhiều gia đình gặp khó khăn. Để có chi phí trang trải cho cuộc sống, nhiều nhân viên y tế đã phải chọn cách vừa làm nghề vừa kiếm thêm việc làm như bán rau, ship hàng hoặc làm đủ thứ nghề để trang trải sinh hoạt. Được biết, câu chuyện thu nhập tại bệnh viện không đủ mức sống cho cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã xảy ra từ giữa năm 2019. Cụ thể, vào ngày 4 tháng 6 năm 2019, khi Bộ Y tế có quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh, đời sống của cán bộ viên chức người lao động tại bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Theo như phản ánh của cán bộ công nhân viên, người lao động tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh chỉ được hưởng nguyên lương, trong khi đó các khoản tiền thu nhập tăng thêm, tiền phúc lợi xã hội thì bị cắt bỏ hoàn toàn. Trước những khó khăn đó, trong năm 2020, bệnh viện đã có công văn gửi Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo về việc chi phúc lợi và thu nhập tăng thêm cho các đơn vị trực thuộc từ nguồn sau tranh lệch thu chi của đơn vị. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Bộ Y tế đã có công văn nêu rõ do tình hình thực tế, đặc biệt là dịch COVID-19 dẫn tới nguồn thu tại đơn vị trực thuộc của học viện bị giảm sút, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn cũng như thu nhập của cán bộ công nhân viên chức. Công văn có nêu, để đơn vị ổn định, duy trì được hoạt động thường xuyên và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, Bộ Y tế đồng ý về việc chi phúc lợi và thu nhập tăng thêm cho người lao động tại các đơn vị trực thuộc từ nguồn sau tranh lệch thu chi của học viện sau khi thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo nguyên tắc đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo các quy định hiện hành và quy định cụ thể. Tuy nhiên sau một năm, tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện Tuệ Tĩnh lại tiếp tục kêu cứu tới Bộ Y tế vì thu nhập không đảm bảo cho cuộc sống. Một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã có một đoàn công tác tới làm việc việc với bệnh viện sau khi nhận được đơn thư của tập thể cán bộ nhân viên tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Bộ Y tế cũng đã có công văn trả lời về vấn đề này. Tuy nhiên hiện nay cán bộ công nhân viên cho bệnh viện vẫn còn cảm thấy bị thiệt thòi do bệnh viện trừ thuộc quản lý của học viện. Do vậy những vấn đề khúc mắc của nhân viên cho bệnh viện, lãnh đạo của Học viện Y dược dạ học cổ truyền Việt Nam phải có trách nhiệm trả lời rõ cho nhân viên. Về phía Bộ Y tế đã làm việc với bệnh viện, có biên bản kết luận rõ vấn đề này. Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, khó khăn, nếu các, cảm... các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.